Thu Phương xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin Kinh tế Thế giới do bản biên tập tuổi trẻ hải ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, Tây Ban Nha yêu cầu châu Âu giúp đỡ cứu trợ cho các ngân hàng. Các ngân hàng suy yếu của Tây Ban Nha đã trở thành tâm điểm của mối quan tâm của khu vực đồng euro trong vài tuần. Madrid đã từng khẳng định có thể đối phó một mình, nhưng nay quốc gia này đã phải thừa nhận cuộc khủng hoảng ngân hàng đã đẩy chi phí vay mượn của chính phủ lên đến mức quá cao. Tây Ban Nha đã yêu cầu các nước láng giềng châu Âu giúp đỡ để tái cơ cấu vốn cho các ngân hàng của mình. Nhưng Tây Ban Nha không muốn bị buộc phải chấp nhận một gói cứu trợ quốc tế như Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ái Nhĩ Lan. Phân tích gia thị trường tại Frankfurt, ông Peter Hammer nói Tây Ban Nha không nhất thiết muốn tận dụng lợi thế của cơ chế giải cứu của khu vực đồng euro, bởi vì điều này có nghĩa là mức đánh giá tín dụng của Tây Ban Nha sẽ tiếp tục bị xuống cấp. Madrid muốn tránh điều này trước nhất bởi vì các ngân hàng là nguyên nhân của sự khủng hoảng hiện nay. Mặc dù có những mối quan tâm về cuộc khủng hoảng đang leo thang của Tây Ban Nha, thị trường chứng khoán châu Âu đã gia tăng trong ngày thứ Tư. Cổ phiếu của các ngân hàng cũng đã gia tăng do các nhà đầu tư hy vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể cung cấp cho các tổ chức tài chính này những khoản vay với mức lãi suất thấp. Trong những tuần qua, mối quan tâm chính là sự thiếu hành động có thể đe dọa toàn bộ khối đồng tiền chung châu Âu. Điều này đã được nhấn mạnh bởi hành động của công ty dịch vụ đầu tư Moody's đã hạ thấp mức xếp hạng tín dụng của 7 ngân hàng của Đức và 3 tổ chức tài chính lớn nhất của Áo. Tuy nhiên, sự hạ cấp một nấc hạng tín dụng này vẫn rất nhẹ so với việc cắt giảm mức xếp hạng của các ngân hàng Tây Ban Nha và Ý. Nhưng điều này cho thấy những rủi ro mà các ngân hàng trong khối phải đối mặt nếu cuộc khủng hoảng đồng euro trở nên tồi tệ hơn. Ngân hàng Trung ương châu Âu là một trong những người đang kêu gọi thiết lập một liên minh ngân hàng. Ông Paul Donovan, Giám đốc Kinh tế Toàn cầu của UBS, giải thích những gì đã được thực hiện cho đến nay đã cho thấy là không đem lại kết quả mong muốn. Theo ông, đi đến việc thiết lập một liên minh ngân hàng là tuyệt đối cần thiết, và ông nghĩ rằng quá trình đi đến việc thiết lập một liên minh ngân hàng sẽ tiến triển trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Trong khi một liên minh ngân hàng có thể là một giải pháp lâu dài, nhưng Tây Ban Nha cần được giúp đỡ ngay bây giờ. Và khu vực đồng euro đang chịu áp lực toàn cầu ngày càng tăng, phải có hành động nhanh hơn để giúp cho nền kinh tế lớn thứ tư của mình. Trong khi đó, thì người dân Hy Lạp đang phải đối phó với những thách thức dường như không thể vượt qua được. Tiệm bán xe đạp Syrikos là một trong vài doanh nghiệp ở Athens cho đến nay đã thoát được sự tàn phá của cuộc khủng hoảng kinh tế. Nhưng nay, ngay cả doanh nghiệp nhỏ này đã bắt đầu cảm thấy kiệt lực. Trong khi người dân Hy Lạp đang chờ đợi cuộc bầu cử vào ngày 17 tháng 6 với đầy lo lắng, thì đối với người chủ sở hữu của cửa tiệm Syrikos, điều đáng lo ngại nhất là Hy Lạp có thể quay trở lại đồng drachma, là đồng tiền tệ cũ của đất nước. Ông giải thích, nếu Hy Lạp quay trở lại đồng drachma, thì đối với ngành bán xe đạp của ông sẽ có rất nhiều khó khăn, bởi vì sẽ rất tốn kém và rất khó khăn để nhập khẩu xe đạp từ các nước ngoài vào Hy Lạp. Hơn nữa, ông không chắc sẽ bán được hàng đã mua với mức giá mới khi tiền tệ quốc gia thay đổi trở lại đồng drachma. Và ông Syrikos không phải là người duy nhất lo lắng về điều này. Nhiều nhà phân tích cho rằng sự trở lại một đồng drachma sẽ là một thảm họa cho nền kinh tế, khi điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực một cách đáng kể đối với nhập khẩu, xuất khẩu, tiền gửi ngân hàng, các khoản vay và giá cả. Thay đổi trở lại đồng tiền cũ sẽ làm giảm giá trị các khoản tiết kiệm và tiền lương, trong khi làm tăng giá hàng hóa và chi phí vay mượn. Cuộc bầu cử không còn bao xa, sự nổi lên của đảng cực tả là đảng phản đối các biện pháp khắc khổ theo yêu cầu của các chủ nợ Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đã làm cho viễn cảnh Hy Lạp rời khỏi khu vực đồng euro trở nên quá gần với thực tế. Sự phổ biến của xe đạp đã tăng lên ở Athens khi các cư dân hạ cấp phương tiện vận chuyển của mình. Nhưng với sự trở lại của đồng drachma, thậm chí cả xe đạp cũng có thể trở thành một sự xa xỉ. Một chỉ số kinh tế mới cho Trung Quốc đó là những người mua sắm. Đối với cô Xin Chun Hui, cuối tuần đồng nghĩa với chi tiêu. Tuy mức giá hàng hóa đã tăng nhưng không làm nản lòng người mua sắm, ít nhất là trong ngắn hạn. Cô Xin cho biết nếu cô muốn mua một cái gì đó thì cô sẽ mua ngay vì cô không muốn giữ tiền trong ngân hàng vì đồng tiền mất giá trị mỗi ngày. Cô Xin là một trong những gương mặt mới của người tiêu thụ tại Trung Quốc.
Cô là một người trẻ, là một nhân viên áo cổ trắng với mức lương hơn 10.000 Mỹ Kim một năm và chi tiêu lên đến 60% tiền lương cho du lịch, mua sắm, chăm sóc da mặt, quà tặng và ăn uống. Giống như nhiều đồng nghiệp khác, cô có được nhiều tiền để chi tiêu nhờ sống với cha mẹ và không mất nhiều thời gian lo lắng về suy thoái kinh tế của Trung Quốc. Những câu chuyện mang tiêu đề kinh tế trong những tháng gần đây đang tạo ra cảm giác bồn chồn cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tại đại lục. Mối lo ngại lớn nhất đó là tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc đang chậm lại. Tuy nhiên, một số các kinh tế gia cho rằng thế giới không nên quá quan tâm đến các chỉ số kinh tế cũ và thay vào đó nên chú ý đến những người tiêu dùng mới này. Tiền lương trong thập niên qua đã gia tăng nhanh chóng ở tại thành phố lẫn vùng nông thôn. Và tuy người dân Trung Quốc vẫn là những người có xu hướng tiết kiệm, họ hiện đang tiêu xài nhiều hơn bao giờ hết. Đó là tin tức tốt cho các công ty đa quốc gia như Nestle, là công ty thực phẩm lớn nhất thế giới, đang mong đợi doanh số bán hàng tại Trung Quốc trong năm nay sẽ giống như năm ngoái, gia tăng 20%. Giám đốc điều hành của Nestle tại Trung Quốc là ông Roland Decover cho biết Trung Quốc có một mức lạm phát trung bình khoảng 6% và dân số bán hàng gia tăng ở mức khoảng 15%. Như vậy cho thấy người dân có nhiều tiền hơn để chi tiêu và đây là điều tốt cho tiêu dùng nói chung. Vì vậy, trong khi tăng trưởng kinh tế có thể đang giảm tốc độ, nhưng người mua hàng thì không. Kinh tế gia Andy Rotman nghĩ rằng mọi người thật sự cần phải từ bỏ nỗi ám ảnh đối với sự tái cân bằng nền kinh tế Trung Quốc vì cho rằng mức tiêu thụ ở nước này yếu kém. Bởi vì tuy tiêu thụ tư nhân của Trung Quốc chỉ chiếm 1/3 tổng sản lượng quốc gia, trong khi tiêu thụ tư nhân ở Ấn Độ chiếm đến 60% tổng sản lượng quốc gia, nhưng doanh số bán lẻ tại Trung Quốc gia tăng nhanh hơn so với ở Ấn Độ. Tuy hiện nay không có chỉ số nào cho biết chính xác xu hướng tiêu dùng ở Trung Quốc, nhưng một chỉ số đã bắt đầu theo dõi sự bùng nổ này. Công ty Nielsen đã khảo sát niềm tin của người tiêu dùng của Trung Quốc trong 7 năm qua, và quý 1 năm nay, các dấu hiệu được cho là tốt hơn bao giờ hết. Một trong những điều này đã gây sự chú ý khi nhìn vào thông tin của các thành phố khác nhau, đó là những người tiêu dùng ở vùng nông thôn, đặc biệt đã tỏ ra tự tin hơn nhiều so với trước đây. Và đây là một cơ hội dễ phát triển thêm. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều đang tốt đẹp. Đối với những người tiêu dùng trẻ như cô Sinh, giá bất động sản ở các thành phố vẫn còn quá cao so với đồng lương, vẫn còn là một thách thức lớn. Nên cô cũng không buồn nghĩ đến chuyện để dành tiền để mua nhà và thoải mái chi tiêu cho những niềm vui nhỏ. Những thiết bị mỏng, nhẹ với màn hình cảm ứng là các thiết bị đặc trưng tại cuộc triển lãm máy tính mang tên Computex, trong khi các nhà sản xuất PC hàng đầu của thế giới đang tìm cách gia tăng sự hiện diện của họ trong lĩnh vực thiết bị di động hiện đang phát triển nhanh chóng. Cuộc triển lãm Computex của Đài Loan được tổ chức hàng năm vừa mới khai mạc vào hôm thứ Ba. Microsoft, công ty phần mềm lớn nhất của thế giới, dự kiến sẽ khởi động hệ điều hành kế tiếp của mình mang tên Windows 8, đã nhấn mạnh đến những tính năng màn hình cảm ứng được tối ưu hóa cho máy tính bảng trong 18 tháng tới. Các nhà sản xuất máy tính lớn cũng đã bày tỏ sự hỗ trợ bằng cách cho ra mắt những thiết bị chạy trên hệ điều hành Windows 8 trong cuộc chạy đua để bắt kịp với Apple. Cũng trong cuộc triển lãm máy tính Computex ở Đài Bắc này, nhà sản xuất netbook tiên phong là ASUTEC đã trưng bày máy tính mới đầu tiên Ultrabook UX với chip điện tử Intel. Trong khi giới thiệu máy tính bảng ASUS 810 được thiết kế đặc biệt cho Windows 8, giám đốc sản phẩm ông Su Pin Han cho biết thiết bị mới này đáp ứng những nhu cầu cho cả công việc lẫn giải trí. Ông Su nói Windows 8 được thiết kế cho một màn hình cảm ứng, do đó người sử dụng sẽ dễ dàng điều khiển thiết bị, cũng như khi lên Internet, nghe nhạc hoặc xem video. Trong tương lai, Windows 8 cũng sẽ hỗ trợ một cửa hàng Windows trên mạng, cho phép sử dụng nhiều hơn cho những chương mục giải trí. Khi máy tính bảng được cắm vào bàn phím, nó sẽ trở thành một thiết bị công dụng. Máy tính bảng này cũng có thể sử dụng các phần mềm của Microsoft và các ứng dụng khác được sử dụng tại nơi làm việc. Công ty Acer của Đài Loan cho biết sẽ chính thức cho ra mắt Ultrabook mới với các thiết kế máy tính bảng sau khi Microsoft đưa hệ thống Windows mới ra thị trường, theo dự kiến sẽ vào trong quý thứ tư, với các lô hàng đầu tiên bắt đầu vào tháng 8 và khối lượng lớn sẽ được bắt đầu vận chuyển vào tháng 9.
nhà cung cấp máy tính lớn thứ tư của thế giới đã trưng bày mô hình máy tính bảng mới dựa trên hệ thống Windows 8 tại Computex năm nay, cùng với hai Ultrabooks sử dụng vỏ bọc bằng nhôm kim loại, tạo khả năng cạnh tranh trên mức giá. Bà Christine Chu là phụ tá giám đốc sản phẩm cho biết, thân của máy Aspire S7 chỉ dày có 12mm và được trang bị với một màn hình cảm ứng HD với một góc nhìn rộng, cho phép người sử dụng nhìn thấy màn hình từ mọi góc độ. Vỏ bọc bên ngoài hoàn toàn là bằng kim loại, đó là lý do tại sao thiết bị này rất nhẹ và rất mỏng. Công ty Acer cho biết mức giá của các thiết bị này sẽ được công bố sau khi Windows 8 được phát hành. Nhưng trong một buổi giới thiệu sản phẩm vào hôm thứ Hai trước ngày khai mạc, đại diện của công ty đã cho biết Ultrabook với màn hình cảm ứng sẽ có mức giá từ 1.799 Mỹ Kim, cao hơn một cách đáng kể so với mức giá dưới 1.000 Mỹ Kim của thiết bị không có màn hình cảm ứng hiện đang có bán trên thị trường. Nhà tổ chức sự kiện Computex cho biết có 1.800 nhà triển lãm trong năm nay và được dự kiến sẽ thu hút 120.000 du khách. Cuộc triển lãm kéo dài 5 ngày sẽ kết thúc vào ngày thứ Bảy, 9 tháng 6. Vừa rồi là bản tin Kinh tế Thế giới do bạn biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.